này là món quà của chị nè chị ơi. Trời chưa nha. Hôm nay em tưởng là nữ quyền rồi chứ. Trời ơi, con heo này xem ra không đủ đô với team anh em mình rồi. Rồi. Tạm lên. Theo khẩu. Một anh hùng là móc cái này vào gimbal luôn. Nha. Heo quay chấm mắm mực. Đây, con mắm mực mà từ vùng biển Bình Định. Đây. Mắm mực. Ăn xong cảm giác đây mấy người chạy. Đây có luôn. Trời ơi, Linh cắn một cái nhìn đã thiệt. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Phân Nếu Hùng đây. Hôm nay là anh em mình đã về tới Trảng Bom, Đồng Nai cả nhà ơi. Là ở đây là có sự hiện diện của anh Hải nè. Rồi có Arigato. Và có sự hiện diện của bạn của anh Đức cũng như là các bạn trong nhóm. Và nhân vật đặc biệt nhất đó là chị Nghe Sumo. Hey, arigato gozaimasu. Ôi trời. Nhân vật này là món quà của chị nè chị ơi. Ôi trời ơi. Em ở dưới quê em lên, em tới trễ. Trời ơi. Hai người đang rất là buồn. Nãy giờ chắc tại sao không đến nè. Trời ơi. Nói em. Dạ hello. Nó bất ngờ mà. Bất ngờ đó. Anh em tôi là tưởng mất cái con này. Không trả lời luôn. Hôm nay là nhiều người cho em bất ngờ lắm nha. Bắn ra đây luôn á. Ok, thôi thì mời vô em vô. Đó thì thôi bây giờ cũng không cần gì để nói nữa. Nãy giờ có thử thách gì chưa? Sao rồi? Rồi em với nha. Bây giờ thằng heo quay, bây giờ Linh vào là chùm rồi đó. Giờ mình vào mình thử thức cái bàn tiền này với tất cả các anh em YouTuber nha. Chủ ý tới kể là vậy. Con em. Wow, ra đòn rồi. Nhà hôm nay là một cái clip mà ăn heo quay tại nhà của chị Nghe Sumo. Ăn heo quay và nhiều món. Dạ. Hết từng món luôn. Linh đâu rồi nha? Linh đây. Linh đây. Chị Nghe ơi. Chị Nghe đây. Chị Nghe giới thiệu sơ cái món của mình. Hôm nay quá trời camera chĩa vào chị Nghe rồi. Dạ. Quán nhà hàng Hoa Viên Trung Dũng, anh trai của Nghe. Mở khai trương ngày hôm qua thì Nghe có đặt cái món này. Cơm rất là ngon chắc. Dạ. Thì đó là cái mô hình mà mình có thể là tôm tại hôm qua khuôn viên của quán luôn đó. Đó. Câu xong mày ăn tại quán luôn cũng được ha. Bỏ huyết hả? Dê nhúng huyết. Món này giống ở bữa ăn ở Long Khánh nè. Đây nhìn anh Hải nè. Đây là màn của anh Hải. Anh Hải nói sao tôi cứ phải làm. Không sao. Bữa giờ anh chặt mấy con. À. Trời ơi. Cái này là cái tay nghề của anh Hải là mình cứ nhớ hoài. Dạ. Có mà được thấy lắm, bây giờ vô đây là nhớ. Chặt xem mấy cái heo đỏ luôn đi. Là mỗi nhà miền đi. Đây là chủ nhà đây. Ưu tiên nha. Ưu tiên chủ nhà luôn. Một cái lưng heo. Dồi dê với lá chậu. Mơ, lá mơ. Bác đây cho người đẹp này. Đây, mời người đẹp. Đúng rồi, chẳng xí. Hôm nay em tưởng là nữ quyền rồi chứ. Anh Hải, còn thiếu sót nha anh Hải ơi. Gì vậy? Xin phép mời người đẹp bên này. Người đẹp Nhi, người đẹp Nhi. Anh nói anh hãy cho em thấy không Thành là bạn thân rồi. Hôm nay là đủ các YouTuber Bắc Trung Nam. Dạ. Đây là miền Bắc, miền Trung, miền Nam thôi chứ đủ hết nhưng mà Bắc Trung Nam được. Miền Bắc là nè. Miền Trung là toàn. Đúng rồi. Nam là em mình là đấy. Nhà. Mỹ. Nước ngoài. Trời ơi, con heo này xem ra không đủ đô với team anh em mình rồi.
tên tất cả các anh em mình rồi. Hương anh Hoa thôi. Đúng rồi, anh Hương chéo Hoa thôi. Ăn lấy quỷ. Chấm chấm chéo. Làm cái đùi luôn đi. Em cái tay luôn. Rồi. Tổng lên. Giới thiệu cả nhà, đây là anh Đức, em ruột của chị Nga Sumo. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơi. Em gái của Nga nha các bạn nha. Em Đức là em trai. Rồi ơi. Anh Đức rất là mê món chậm xéo của anh Hải. Mời Toàn Hải nha. Em Toàn. Dạ. Mời em Tuấn Titan. Dạ. Còn em còn Phan Hùng ơi. Dạ. Ôi. Đeo khẩu. Phan Hùng móc cái này vào gimbal luôn. Anh có cái lỗ này anh sỏi. Rồi ok, cảm ơn anh Hải nhiều. Hai anh em mình nhá. Anh với em là đôi cặp anh nào. Dạ. Nha. Ba anh em ta. Wow, vui quá. Rồi xúc chiêu, xúc chiêu. Đông quá cả nhà ơi, cho nên mình Mai đến. Yo. Hello. Hôm nay không có lý gì là không say. Hôm nay là sự uống từ bây giờ đến thôi. Ngày mai. Đây kéo của anh Hải Sala nha. Mời em nha. Anh Long bên cầm kéo rồi, nhiêu sinh ra để dành chỗ nào quay. Em quay. Rồi dùng luôn chị Nga ơi. Nướng nào Hùng? Dạ. À đúng rồi. Linh review nướng nào? Này, bữa giờ là về đây nửa tháng rồi thèm chấm chéo cũng phải lắm luôn đó. Nó hay. Không, chấm chéo không? Dạ. Ngọc mồm. Còn đấy. Ngọc mồm. Và có bị lên chồng. Nó lên là áo rồi. Đi em. Em tên là gì nhỉ? Sang sang à? Anh giới thiệu anh tên là Vlog nha. Sao Vlog? Đây hai anh em chấm chậm chéo đi hai anh em. Ừ. Ui, anh em làm đẹp ở khu vực Đồng Nai, cứ lấy mật khẩu Nga Sumo, Sumo thì tất cả. Yêu 2% em. 50 luôn á. Chắc rồi. Vô tụi ơi. Ở bên mình có lóc mỏ không? Dứt. Bên em có hút mỏ không? Không ha. Ăn cắn một phát là quên hết mọi buồn phiền đó em. Dạ đây chị Nga cống hiến cho cả nhà một pha thần thánh nè. Ăn một phát là hết luôn á. Ê bình tĩnh. Vui vậy cha. Đó. Những cái pha này thì chiều view. Đó. Quá đã chị ơi. Xoay thôi. Wow. Xoay mà bay bạc luôn rồi. Tốn nữa. Quất luôn. Miếng bự lên em. Đó. Ăn với các anh em chị em đây là phải ngập mồm. Đó. Đúng rồi, phải vậy đó em. Tuyệt vời. Chị Nga chia sẻ là chị Nga đã làm một nguyên một con dê luôn cả nhà ơi.
nay là một bữa tiệc rất là lớn. Bây giờ thì xin phép cả nhà review một miếng nấm mối cho anh chị. Nấm mối. Nấm mối. Phương Phú. Nấm mối ông bự hơn đấy. Đặc biệt là mang về đây chế biến. Bạn em luôn đấy. Mà phải là miếng nấm mối. Chiến nấm mối à. Sao ngon nãy? Sao ngon nãy gì nhỉ? Cái này phải hợp với lát rất là ngon. Giờ ngọt quá. Ừ, ngọt lắm anh. Súng ngựa, nãy rồi, súng ngựa. Quá ngon. Nhưng mà nhìn em này như kiểu là cái gì nhỉ? Ờ, mình nhìn em này nhìn đấu viên gì kìa, đấu ở bên hai quán ở bên gì đó, ôi rồi 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 mình lên ký rồi. Tắt máy quay liền. Đá của họng liền. Em xin phép anh mời các anh và gia đình mình. Dạ. Chúc gia đình mình sức khỏe ạ. Vô. Hai cô gái kìa, hai bên ngủ không biết anh rồi. Chứ không quay ra này. Quay ra này ngồi đi. Không biết là mình còn tưởng về đây. Vừa mới ăn 20 cái hộp vịt lộn nha. Thì bây giờ là tiếp tục chiến với các món ăn tiếp rồi. Quá hay. Anh làm như lạ lắm. Anh vẫn không hết ngạc nhiên. Nghe nói là chị Nga mất ngủ rồi, Hùng ơi. Nghe nói chị Nga mất ngủ rồi. Phải giúp cho chị Nga ngủ ngon thôi chứ, Hùng ơi. Chị Nga nói là từ trước tới giờ chỉ có Hùng mới làm chị Nga phải ngủ thôi. Thấy là tôi giữ được cho nãy không? Dạ. Em sao đây lắm cho em thế? Anh giúp ngoại quá. Anh giúp ngoại rồi, chỉ cho em xin xác cho. Hôm nay các ông chắc không muốn cho tôi muốn về Tây Bắc rồi. Đầu tiên là kèo phải hai em hai bên thôi. Hôm nay là đến ở tặng miếng bắc cam. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, chúc em sức khỏe. Dạ. Hỏi thử món ngon chứ không biết phải chuẩn bị làm gì không? Ok, anh đi ngồi chơi nhé. Em thương, anh thương lại. Cảm ơn. Anh thương lại cho mọi người xem. Dê đúng biết rồi. Rồi. Lá lạ. Dạ. Dạ. Nghề vậy. Món này là dê nhúng huyết. Anh Hải hôm nay với chip em nói nha. Thịt dê luôn á cả nhà. Đúng rồi. Đây là món gà đen vận sản ở bên nhà hàng mình rồi nhé. Thì quá trình vận chuyển ở đây nó cũng không được tươi lắm vì là phải đóng đá chấp đông sau đó để chuyển vào được. Xin phép là mình lấy cho thấy người đẹp đây là không có những ai chưa ăn thôi. Bạn Toàn ơi, món này là món gì vậy bạn Toàn? Món này là món sườn dê nướng. Món này là món dồi dê. Bạn Toàn review thử cái món đó bạn Toàn. Review quá. Dạ đem sao? Thấy là không? Ra nó quay lái cái lưng toàn mà. Đây.
Nhưng mà nãy giờ mình chưa thấy sự hiện diện của mắm mực. Đây. Rồi, đây. Mắm mực đây cả nhà ơi. Vô dê chấm bánh mực nha anh em. Đó. Đó, mình sẽ kèm một con mực vô. Toàn review và đút cho mập phút. Và đây nè. Thèm rồi, Linh thèm rồi. Rồi. Đây. Đánh cho Linh. Cái con ngậy không nhỉ? Đây đây quay qua đây rồi, anh em tôi tình cảm nè. Sao Linh? Ăn á, lần đầu tiên ăn là dồ dê chấm với mắm mực. Cảm giác như thế nào? Cảm giác thật là vô mốt. Đây qua đọc lại Đồng Nai à. Nhưng mà muốn đặt mắm mực thì liên hệ qua đâu được Tài ơi? Nhớ số điện thoại không anh? Anh em liên hệ số điện thoại. Gà đen chấm mắm mực. Ok anh. Đây là món gà đen chấm mắm mực luôn nha. Rồi mình sẽ nói cách đặt hàng cho anh em nha. Tươi quá Toàn đây. Ơi, nhìn tươi quá đúng rồi. Dứt luôn. Chào em. Dứt luôn em. Ui cái phô công. Rồi. Chịu lấy em nó. Chịu lấy em nó. Vô. Em ra. Đây, chào xí. Chịu lên. Cái dĩa cơm đâu ta? Ừ. Được không? Tuyệt vời. Anh em nào mà muốn đặt hàng mắm mực thì liên hệ số 0946 929 353 hoặc là vô kênh TikTok là Sơn Dược Vlog chính chủ, 130.000 người đăng ký. Vô. Và fanpage 490.000 người đăng ký, anh em cứ đặt qua ba bên đó là hàng uy tín. Chứ anh em Facebook đúng không? Dạ. Với nhiều anh em có đặt lộn nơi á. Là mắm mực nó không đúng chất lượng đâu. Nhiều đem lấy ăn cắp với dao của tụi mình chạy quảng cáo, rồi bán những sản phẩm không đúng chất lượng. Không đạt yêu cầu nên liên hệ qua ba kênh mà Toàn cung cấp này cả nhà. Đúng rồi, chính xác. Thì sắp tới mình sẽ có một clip sẽ nói về cái món mắm mực này. Đây đây đây, đây có luôn. Trời mắm mực đắt hàng quá. Còn nữa mà anh lại hiệp có không? Yêu. Là bây giờ giòn đấy. Ơi. Là vậy đúng không? Em nghe chị ơi. Anh gà chấm muối nhiều, chấm mắm nhiều rồi. Dạ, mắm mắm mực. Đó. Heo quay chấm mắm mực. Đây. Cho Hùng miếng mắm mực giúp. Đó. Xe ra, chim em nó đi. Hôm nay Toàn lặn lội vào đây để mang những con mắm mực mà từ vùng biển Bình Định. Nên Hùng ăn xong Hùng phải nói một câu là đẻ quá. Quá đẻ. Quá đẻ. Nha. Em đợi cơm á. Đợi cơm hả? Ok ok. Cái nè cái em miếng rồi. Đây 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 có luôn. Kẻ ăn hết vừa lẫn. Đây. Mắm mực. Ăn xong cảm giác đây miếng anh chạy. Đây có luôn. Trời ơi Linh cắn một cái nhìn đã thiệt. Rồi. Quá đẻ quá đẻ. Quá đẻ quá đẻ. Anh Trung bữa nay quyết định ngủ ở đây không? Trời ơi, em muốn lắm, em không biết ai có ai làm cho em ngủ được không? Rồi, anh đợi đó, đợi đó, nhớ không chị? Cái clip cũ còn nha. Không, đi biết cái sừng đi nữa không? Dạ, dạ. Đó, mình xin phép mình review cái sườn dê nướng. Sườn dê nướng. Một con dê có bao nhiêu cái sườn vậy chị Nga? Câu khó trả lời quá. Thì ra tiếp về sườn ra hả? Cái này anh Lộc phải là anh nhất. Anh của da mà anh không biết. Cái sườn bên phải nó sẽ là 8 cây. Cái sườn bên trái nó sẽ là 9 cây. Tại vì con dê khi mà nó leo núi nó sẽ thường nó bám vào bằng cái guốc ở bên phải. Em anh cũng nghĩ ra được, bị té luôn á. Nó sẽ cong đây. Hôm nay thì... nó không có như mình tưởng tượng, thật rất là mềm nha, nhưng mà mùi thịt dê cũng như là được ướp á, đậm đà, đặc biệt là cái vị nướng cháy cháy ở bên ngoài. Không tin. Rồi, chị Nga. Không tin. Review chấm mắm mực. Đây nè. Không. Dạ. Sườn dê chấm mắm mực luôn em ơi. Đang ăn gì không? À. Mắm mực chấm hết tất mọi đồ ăn đúng không? Chấm luôn. Chấm tất cả với loại với mắm mực nha. Ồ, hồi nãy đã ra múa điệu múa Thái rồi. Đúng vậy, đúng vậy rồi. Đúng vậy hả? Anh mua dê chín rồi hả? Anh Hải ơi, dê
chứng minh mật gặp lại Đồng Nai nha, gặp lại nhà chị Nga Sumo nha. Bạn ơi nhớ nha, 10 chai nha. Khoan, nhớ là tiêm lọc đặt 10 chai trước nha. 10 chai mắm mực. Mở hàng cho toàn chuyến này. Đây mà có cơm nóng nữa. Sao không? Làm cho cái thịt dê anh nó giống như là dê này bơi dưới nước vậy. À đây đây, không. Đây. Đó đó. Chỉnh vô quá. Đó, quyền miếng mật nha. Đây đây. Đây, anh bạn này nữa. Mỗi rồi đó. Rồi. Mời cái này á. Nói chung một cái phần mà mắm mực ở bên Toàn bán giá rất là phải chăng luôn cả nhà. Chỉ có 89k thôi đúng không Toàn? Một phần mắm mực là 89k. Như một chai đó là mình pha cả cái tiệc này mình ăn thoải mái luôn á. Khi anh em khách hàng không hài lòng á là mình sẽ mua được 100.000 bạc trạng điện thoại luôn. Nên anh em cứ tự tin. Sẽ liên hệ lại những cái thông tin đó. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn. Vậy Toàn không sợ bị lừa hay sao? Không, nói chung mình đa số là những người yêu thương mình là nhiều chứ còn phần trăm lừa là thấp lắm Lộc ơi, nên cũng không sao. Vô trong ơi. Em ăn bóp luôn. Vô. Vô. Trước luôn. Vô nè. Dạ. Ăn vậy đi. Đây. Bạn hơi mở xíu nha. Và anh khá là nhanh. Tốc độ lắm em. Một người và có sức ăn là nếu mà anh nhanh thì ứng cơ viên đăng ký. Và đường dài anh Toàn ăn được nhiều nữa. Dạ. Đúng rồi. Không nữa vào Sài Gòn. Chị Nga là quá nhanh rồi. Vào Sài Gòn Toàn có chấp nhận món thử thách. Ăn uống sữa tầm. Tầm sẽ đăng sáng các bạn. Thôi giờ toàn chưa biết được để coi thử đó. Nói chung để thử hôm nay mình có khỏe, mình có bảo tồn để về được Sài Gòn không nào. Chắc chắn là sẽ có xe và người trên Toàn lên xe. Chờ hết mình đi. Ok. Rồi, chị Nga cứ đút mình ăn liên tục luôn ơi. Bây giờ đem này qua đây nha. Dạ. Đem nó lỏng lên ha. Đây lên lên. Đặc biệt là có lẽ Lộc với Hùng chưa không biết là cái món khoai không miền Tây á, Linh á chắc là biết không, đá khoai. Đá khoai. Hôm nay nghe đặc biệt là mời đầu bếp ở Vũng Tàu về nấu cho mình món lẩu này. Ồ, dạ. Đầu bếp nào chị? Hả? Đầu bếp nào? Đầu bếp của quán lẩu cá khoai. Cá khoai hay còn gọi là cá cháo á, đúng không? Cá cháo nữa, nó còn tên gọi là cá cháo nữa. Đúng rồi. Cảm nha mình. Cái nhà nó buồn nên nó hơi tầm lem. Cái độ mềm nó giống như bột tải vậy. Cái nhà cho một cái lon bánh lem nha. Chú đến với gia đình em. Ok, cảm ơn em. Quá tuyệt vời. Giống miếng con hình huyết nè. Rồi về. Miếng con huyết. Canh đây mình review miếng canh cho. Ok thì em sẽ nhờ vợ chồng chú ý tìm mặt bằng ngay đây em mở lẩu cá khoai. Wow. Bạn em cho chị nghe cái địa chỉ mà muốn đầu đi. Em đâu có bán ngoài kia đâu. À. Em đã bán đâu, ngày trước em bán thì em làm lẩu cua Cà Mau luôn mà em nghĩ gì rồi. Thôi vô con. Dạ bốn. 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 Mình ăn thử cái này nha rồi. Vậy mình lột tôm cho mình là cả nhà ơi. Còn khá là bự kia chị nha. Ông chủ có mà hôm nay anh vô mời ở đâu uống dữ nha thầy nha, cảm tự nha ơi. Anh em ơi, Sơn vừa về đó qua uống lên em nè. Sơn vừa về đó anh em anh em xin phép mời Sơn vừa về đó gì biết không tao nghe anh bán cái bài tướng mực à. Sơn vừa về đó anh vô nha. Khỏe nha. Dạ em ơi. Em ơi mọi người. Ở mình có toàn hai phòng thì ở ngoài kia có anh Tân đi. Vô. Vô nha. 1 2 3 vô. 1 2 3 vô. 2
xây dựng miền Đông mình hết nha. Rồi nãy giờ chị em mình là đã đi ăn uống và giao lưu khắp từ Nam ra Bắc luôn rồi, từ từ trong ra ngoài, từ ngoài ra vô trong luôn, thì Mỹ luôn rồi. Thì bây giờ nói chung clip cũng tương đối dài rồi cả nhà ơi, giờ còn rất nhiều món cũng như là bia còn 20 thùng, nên bây giờ là mình xin phép mình kết thúc clip ở đây để mình tiếp tục cùng với anh chị em ăn uống và nói chuyện trò chuyện ha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha, bye bye.